Ánh sáng trong trang trí là cực kỳ quan trọng nha, chính vì vậy cho nên là những cái tiệc cưới lớn mà không ánh sáng là thua bỏ đi đó. Mọi người thấy có cái sân khấu về thôi, cái sáng vòng thì thôi, rồi mình bắt đầu là phải làm một cái đà để chơi đèn. Thực ra thì bên mình không thích lắm về cái việc chơi đà ngang như thế này đâu, nó sẽ ảnh hưởng đến cái về mắt nhìn tổng thể. Ví dụ như người ta làm sân khấu về sự kiện này nọ thì có thể là dùng cái đà ngang này ok, nhưng mà mình là sân khấu cưới, nhưng mà thực ra cái sân khấu này nó cũng hơi lớn, với lại có một số điểm cần phải đánh sáng cho được. Những cái chóp mà mọi người thấy không, tức là cái chóp màu vàng vàng này của mình nên phải đánh lên cho nó lung linh, nhìn nó đẹp, nó chuyển động hơn á, thì bắt buộc phải chơi ánh sáng từ trên xuống. Đó là lý do mà quyết định là thực hiện cái về ánh sáng này. Mọi người hỏi ánh sáng bên Tứ là sẽ đánh như thế nào và kỹ thuật như thế nào, thì mình chia sẻ luôn là tất cả những cái đơn vị ánh sáng là mình là hợp tác, nghĩa là khi mà khách hàng làm việc với mình thì mình sẽ tự kiếm supply, nhà cung cấp để mà đáp ứng cho cái nhu cầu này. Tuy nhiên thì chắc chắn là supply nào cũng phải đáp ứng đủ cái nhu cầu theo yêu cầu bên mình. Đó là thực ra hoa đã ôi về rồi thì ánh sáng đừng có làm lố, nghĩa là hoa đã quá nhiều rồi, ánh sáng chỉ cần tôn vinh cho hoa lên thôi. Đó là cái tiêu chí đánh ánh sáng bên mình, chứ bên mình cũng không phải là đơn vị quá đòi hỏi hoặc là yêu cầu ánh sáng. Bởi vì mọi người biết rằng là đối với lại hoa mà sự kiện mà số lượng lớn á, thì cái việc ánh sáng nó tiết chế, phải tiết chế thôi. Tại vì nếu không tiết chế thì chúng ta vừa tham chi tiết của ánh sáng mà vừa tham chi tiết của hoa nữa thì nó sẽ bị ôi về đó. Cho nên là bên mình cũng hạn chế lắm về việc đánh nhiều màu. Những cái màu chủ đạo mình đánh ví dụ như là vàng nắng, màu trắng, rồi lâu lâu ví dụ như những cái set luôn qua tới hồng thì là hồng hồng nhẹ, hồng pin hoặc là tím nhạt. Đó là những cái, tuy nhiên những cái hai cái màu cuối giống như là hồng pin và tím nhạt là màu mà các bạn photo rất là ghét, tại vì nó sẽ không có ăn hình được các bạn chụp. Tuy nhiên thì về coi live, khách hàng mà coi thực tế thì nó rất là thích, là bởi vì nó chuyển động và nhìn nó ngọt hơn. Đó, trên đây là những ý kiến mình chia sẻ cho mọi người về cái nghề của mình. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều đã đồng hành cùng với mình trong chuỗi dự án trang trí tiệc cưới tại Times Square của cô dâu chú rể nhà bán vàng nha. Mọi người coi những lúc trước thì sẽ hiểu rõ hơn, và nếu mọi người có thích nghề của mình thì có thể theo dõi mình. Cảm ơn cả nhà. Ở đây đứng tắt rồi chân. Rồi rồi. Rồi chưa hết rồi. Thank you.